Đúng 6 giờ 30 chiều 30 Tết, tứ linh hội tụ, năm con giáp trúng đậm, bất ngờ tiền về ồ ạt, cả đời sung túc giàu sang. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã bước vào cái ngày cuối cùng của năm 2023 năm Quý Mão, chuẩn bị bước sang năm mới 2024 năm Giáp Thìn. Và trong cái ngày cuối cùng của năm 2023 này thì cũng sẽ có những con giáp cực kỳ may mắn. Đây là cái thời điểm mà mọi người hầu hết đã gì nghỉ ngơi và chuẩn bị cho mình đón một cái năm mới sung túc và giàu có. Kính thưa quý vị, ngày xưa ông bà có quan niệm rằng trời sinh mỗi người một cái số phận và sống chết cũng do số phận định đoạt riêng cho từng người. Các cụ có nói hành sự tại nhân, vạn sự tại thiên. Mọi cái may mắn đều do cái số phận ông trời đã an bài. Phú quý sang hèn của mỗi người thì đều do số phận của chúng ta định đoạt. Và cũng không có cái số phận nào là thập toàn thập mỹ. Nhưng chỉ cần bản mệnh nắm bắt được cái tử vi cuộc đời của mình ấy, thì sẽ xoay chuyển được càn khôn, được vạn sự như ý, vạn sự như mơ. Muốn gì thì cũng sẽ được nấy. Cầu tài thì đắc tài, cầu lộc đắc lộc. Mọi thứ sẽ được vẹn toàn. Bên cạnh đó, quý vị cũng cần phải tránh xa những cái đại hạn, những cái vận xui khiến cho vận trình của mình được hanh thông, may mắn và suôn sẻ hơn rất nhiều. Khi ấy thì khách đến chơi nhà của các bạn trong năm mới chỉ toàn là những thần tài và quý nhân, thần may mắn, mang lại cho quý vị cái sự giàu có. Hung tinh và những kẻ tiểu nhân cũng biết sợ mà tránh xa. Trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình của 5 con giáp đúng 6 giờ 30 chiều ngày 30 Tết bất ngờ được thần tài tìm đến, ban lộc, trúng số độc đắc liên tiếp 100 tỷ cầm tay, xóa sạch nợ nần, đổi đời giàu sang, có cuộc sống hanh thông thuận lợi trong năm 2024 năm Giáp Thìn, giàu nhanh chóng mặt. Nắm được cái cơ hội này đảm bảo quý vị sẽ rửa sạch được vận xui trong cuộc đời, cũng gì bước sang một cái trang mới, đánh đâu thì thắng đó, ôm tiền tỷ nhét chật két. Một số người sẽ xây nhà tậu xe, nắm trong tay cái khối tài sản bạc tỷ, khiến cả thiên hạ ghen tị và ngưỡng mộ. Vậy thì đó là những con giáp nào trong cái ngày 30 Tết sẽ gặp được cái may mắn đó? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, cái vị trí may mắn đầu tiên trong chiều 30 Tết năm 2023 năm Quý Mão không ai khác, xin được chúc mừng tất cả những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Thưa quý vị, những người tuổi Mão, tức là con mèo ấy, thì nói chung ấy, trong số 12 con giáp thì những người tuổi Mão luôn được đánh giá là những người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Tuổi Mão đối xử với mọi người bằng cái sự nhiệt tình tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi khó khăn. Người tuổi Mão trời sinh cũng đã rất hiền lành, sống tình cảm. Con giáp này luôn biết ghi lòng tạc dạ cái công ơn của những người khác, dù ít dù nhiều. Bất kỳ cái sự trợ giúp nào đều được những người tuổi Mão khắc sâu trong cái tâm khảm, có cơ hội là lập tức báo đáp cái ân nhân. Cho nên cái tính khí của họ rất được mọi người yêu quý và thích kết giao trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Người tuổi Mão là những người rất tinh nhanh, thông minh, giàu cái trí tưởng tượng và cực kỳ nhạy bén, nên họ luôn thành công trong các lĩnh vực cần cái sự tính toán chính xác. Kinh doanh hoặc là nghệ thuật, những người tuổi Mão khiến cho mọi người phải kinh ngạc về cái sự nhanh nhẹn và tài trí và cái khả năng tập trung cao độ của mình trong công việc. Từ đó họ sẽ làm việc với cái năng suất gấp nhiều lần những người khác. Dù trong bất kỳ cái tình huống nào, hoàn cảnh nào thì những người tuổi Mão cũng có khả năng điều khiển cái cảm xúc, giữ cái thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Thưa quý vị, những người sinh năm Mão phần lớn là những người có tài đức xuất sắc hơn người. Họ sống cá tính và có những cái nét nổi bật như là ung dung, tự do, tự tại và luôn lạc quan, lương thiện, dễ tha thứ cho những người khác. Hoạt bát, thích ứng với mọi cái hoàn cảnh, có thể sống chân tình với bất cứ ai. Bên cạnh đó, những người tuổi Mão cũng là những người kiên cường bất khuất nhưng cũng sẽ nhường nhịn, không thích tranh giành với những người khác. Họ là những người có chí tiến thủ, biết nắm bắt đến cái thời cơ và chờ đợi cái cơ hội, cái vận may đến với mình để vươn lên, nắm bắt được những cái thành công trong cuộc sống. Những người tuổi Mão thường không quá quan tâm đến cái vật chất nhưng họ lại được trời ban cho nhiều cái phước lành, nhiều cái phúc báu, giúp cho con giáp này tìm được nhiều cái vận may để đổi đời. Đấy. Vốn là những người tài giỏi thông minh,
con giáp này càng lớn tuổi thì sẽ càng giàu có. Những năm tháng hậu vận được tận hưởng cái cuộc sống vinh hoa phú quý, an nhàn, sống hạnh phúc bên gia đình, bên con cháu. Thưa quý vị, 6 giờ chiều ngày 30 Tết thì những người tuổi Mão được nhiều cái cát tinh nó xoay chiếu. Vậy nên họ sẽ được may mắn trên con đường tiền bạc, tránh xa được những nhiều cái rắc rối. Thêm nữa, cái vận may của những người tuổi Mão càng được suôn sẻ hơn. Đấy, sự nghiệp thì sẽ được hanh thông thuận lợi do được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Chỉ cần nắm bắt tốt được cái thời cơ thì những người tuổi Mão nhất định sẽ phát tài phát lộc, sự nghiệp thì thăng hoa, tài vận thì thăng tiến, cơ hội thăng quan tiến chức giàu có, tiền bạc thì rủng rỉnh, cuộc sống trở nên sung túc hơn, hoàn hảo hơn vào đúng chiều ngày 30 Tết. Ngoài ra, cái sự gan góc và cái sự nỗ lực của những người tuổi Mão trong thời gian này còn sẽ giúp cho những người tuổi Mão có ý chí có thể thu hút một số cái cơ hội mới và cái vòng quay may mắn sẽ đến với những người tuổi Mão. Vậy nên những người tuổi Mão nên duy trì một cái thái độ lạc quan và tích cực để tận hưởng tối đa cái cơ hội này. Con giáp này nên ăn chay đi chùa lễ Phật để trong những ngày cuối năm để cho tâm trạng được nhẹ nhàng hơn và suy nghĩ được thông suốt hơn trong mọi vấn đề làm ăn. Với cái đôi mắt sáng thì sẽ giúp cho những người tuổi Mão có được những quyết định đúng đắn và đi sớm nắm được cái mục tiêu của mình. Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những cái hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc thì cũng sẽ ùn kéo đến với những người tuổi Mão. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Thưa quý vị, và ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình chi tiết trong cái thời điểm 6:30 chiều ngày 30 Tết của từng người tuổi Mão, xem là tuổi nào may mắn, tuổi nào hanh thông. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Thưa quý vị, trong cái ngày 30 Tết thì được cát tinh nó trợ lực, nó soi chiếu. Vậy nên nó báo hiệu những cái khoản thu, những cái nguồn thu nhập lớn bắt đầu tìm về túi của những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Đúng 6:30 chiều 30 Tết, quý vị hãy cứ tự tin tập trung cho cái sự nghiệp, xây dựng những cái kế hoạch, những cái kiến thức đấy cho bản thân để gì thu nhập của quý vị được thăng tiến hơn trong thời gian này. Rất may là những người tuổi Quý Mão sẽ tránh xa được những cái rắc rối, mở ra một cái vòng cơ hội của sự giàu có. Các bạn có thể đạt được cái sự giàu có bất ngờ thông qua cái việc đầu tư kinh doanh, tạo ra những cái bước đột phá và những cái tiến bộ quan trọng trong cái sự nghiệp. Cái sự dũng cảm và cái sự quyết tâm của những người tuổi Mão sẽ giúp họ nổi bật trong cái môi trường cạnh tranh và khả năng luồn lách khéo léo cũng sẽ giúp các bạn kiếm tìm thêm cho mình nhiều cái cơ hội kiếm tiền hơn. Đồng thời, những người tuổi Quý Mão cần phải giữ bình tĩnh và kiên nhẫn, không lùi bước trước khó khăn, tin vào cái khả năng của bản thân và tin rằng mọi việc sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn thì những người tuổi Quý Mão cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Tiếp theo thứ hai chúng ta cùng xét đó là những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Thưa quý vị, đúng 6:30 chiều 30 Tết thì những người tuổi Ất Mão cũng sẽ gì được quý nhân tương trợ giúp đỡ, khiến cho những người tuổi này hoàn toàn hài lòng với cái công việc, với cái thành quả mà mình đạt được. Bên cạnh đó lại gì được cái công việc nó thuận lợi hanh thông đấy. Nói chung trong những ngày nghỉ nhưng mà tiền bạc vẫn cứ ùn chảy vào túi. Với những người tuổi Ất Mão trong thời gian này, một số người thiếu nhiệt huyết, thiếu nhiệt tình ấy, thì các bạn đôi khi sẽ dễ mắc phải những cái sai lầm. Nói chung những người tuổi Ất Mão cứ cống hiến hết mình, quý vị cũng sẽ được trọng dụng và có được chút quyền lực để gì để có thể tiến bước thêm mạnh mẽ nữa. Bên cạnh đó, trong 6:30 ngày 30 Tết thì cái quý nhân cũng sẽ đem lại cho những người tuổi Mão về nhiều cái niềm vui. Một số người thì sẽ gì có cơ hội trúng số đổi đời. Vậy nên đây cũng là cái thời điểm mà quý vị cần phải nắm bắt. Quý vị đừng quá lo lắng đấy. Những gì mà gia chủ cho đi ấy, thì cũng không hề phung phí, nó sẽ trở lại bằng những cái cách thức khác nhau. Những khoản đầu tư của con giáp này trong cái thời gian trước đó
thì bây giờ cũng bắt đầu là gì có được cái lợi nhuận nhất định. Công việc thì có những cái dấu hiệu tiến triển khá là tốt. Bên cạnh đó, gia chủ còn được người thân, được bạn bè giang tay chào đón nâng đỡ. Lúc gặp khó khăn thì những người tuổi Ất Mão cũng không thích so đo với những người khác. Đấy. Nói chung ấy, chuyện gì bỏ qua được thì là bỏ qua ngay lập tức. Đấy. Vậy nên đây cũng là một cái thời điểm mà những người tuổi Ất Mão có thể bứt phá vươn đến cái thành công và tìm kiếm cho mình nhiều cái cơ hội để phát tài phát lộc. Tiếp theo thứ ba chúng ta cùng xét về những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Thưa quý vị, đúng 6:30 chiều ngày 30 Tết thì công việc của những người tuổi Đinh Mão nói chung là cũng khá là thoải mái. Các bạn hoàn toàn nghỉ ngơi thư giãn và cùng gia đình mình ăn cái bữa cơm tất niên cuối năm để chuẩn bị đón chào cái năm mới. Và trong thời gian này thì nói chung là mọi điều có vẻ là thảnh thơi hơn, thoải mái hơn. Gia chủ cũng có thời gian dành riêng cho mình để lấy lại cái năng lượng sau một cái thời gian suốt năm vừa qua đã gì cống hiến vất vả. Tuy nhiên, những người làm kinh doanh buôn bán tự do hoặc là những người làm người tay trái thì cũng sẽ gì nghỉ ngơi trong thời gian này. Một số người thì cũng sẽ bận rộn một chút cho những cái đơn hàng tiếp theo của năm sau. Quý vị hãy xem cái sự bận rộn đó là cái cơ hội để gia chủ có cái con đường tiền bạc nó tiến triển hơn. Thêm nữa, lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ, thần tài luôn ở bên cạnh chiếu cố. Nên những người tuổi Đinh Mão không cần phải quá lo lắng gì hết. Lộc sẽ về tay đều đều. Nếu vẫn còn e ngại thì gia chủ cũng nên hỏi những người có kinh nghiệm để có thêm những cái thông tin chính xác về những cái cơ hội, về cái vận trình tiền bạc đang tiến đến với mình. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Đinh Mão thì trong thời gian này cũng khá là bình ổn. Nói chung hai người thì cũng đã biết đặt mình vào vị trí của đối phương để mà suy xét. Tuy nhiên, khi nói chuyện mà nghe người khác đánh lái sang vấn đề khác ấy, thì quý vị hãy cẩn thận, kẻo thì họ đang né tránh mình. Bên cạnh đó, trong thời gian này những người tuổi Mão mà đang trong cái mối quan hệ thì cũng sẽ nhận được cái sự cảm thông của nửa kia. Vậy nên, quý vị hãy trân trọng cái mối quan hệ cũng như là cái tình cảm này để gì có cho mình được một cái cuộc sống viên mãn hạnh phúc, ăn Tết giàu to. Đó là con giáp may mắn đầu tiên là những người tuổi Mão. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Tý. Quý vị thân mến, nói chung ấy, những người tuổi Tý cũng nằm trong số những con giáp may mắn bất ngờ nhờ được cái cát tinh soi chiếu trong 6:30 ngày 30 Tết. Cái vận trình thì rực rỡ, hầu hết các phương diện của những người tuổi Tý cũng đang trở nên tốt đẹp hơn. Có thể trong những cái thời gian vừa qua ấy, thì gia chủ chưa cảm nhận được cái vận may khi mà vẫn có một vài cái thách thức khiến cho những người tuổi Tý phải căng thẳng, phải trăn trở. Nhưng đó lại là cái cơ hội để gia chủ có thể phát hiện ra những cái điểm mạnh của bản thân. Và đúng 6:30 chiều 30 Tết thì những người tuổi Tý sẽ có cái sự thay đổi bất ngờ nhất định trong công việc. Một vài cái thách thức tới với các bạn trong thời gian này thì cũng là cái cơ hội để các bạn chứng tỏ cái năng lực phát triển cái sự nghiệp tương lai được bền vững, được tốt đẹp hơn. Trong chuyện tiền bạc, dù có tài tinh nó xoay chiếu nhưng mà gia chủ cũng không nên chủ quan. Các bạn cũng nên có sự rõ ràng, đồng thời cũng không quá tin tưởng vào các mối quan hệ xã giao. Đúng 6:30 chiều 30 Tết thì các bạn cũng không nên đầu tư tài chính ồ ạt hoặc là cho vay mượn quá nhiều. Quý vị hãy làm mọi thứ chậm mà chắc. Thời gian này may mắn đang đứng về phía những người tuổi Tý. Vậy nên quý vị hãy cứ hoàn toàn yên tâm và tự tin làm mọi thứ theo đúng kế hoạch đã đặt ra. Rồi các bạn sẽ thấy mọi việc đều đúng như là mình đã dự kiến. Và để mang lại cái may mắn, cái tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Thưa quý vị, vậy thì trong số những người tuổi Tý, Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý và Nhâm Tý thì tuổi Tý nào là tuổi Tý may mắn nhất thì chúng ta cùng xét nhé. Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Quý vị thân mến, đúng 6:30 chiều 30 Tết thì những người tuổi Canh Tý có sự hậu thuẫn của gì quý nhân nên là công việc cũng khá là trôi chảy, mọi thứ đều nằm trong cái tầm kiểm soát của những người tuổi Canh Tý. Mặc dù khối lượng công việc trong thời gian này nó cũng đã giảm do là cái thời gian là nghỉ Tết, nhưng quý vị vẫn có thể phát huy được tối đa cái năng lực cá nhân và giải quyết những cái hậu quả ở trong thời gian trước đó. Cái thành quả nó cũng tương đối là ổn định,
các khoản thu nhập vẫn cứ đều đặn đấy. Nó cho thấy hiện tại thì những người tuổi Canh Tý cũng đang làm rất tốt cái công việc của mình. Dù vậy, gia chủ cũng nên cẩn thận, đừng có nhẹ dạ cả tin, kéo bị người khác lợi dụng đó. Tiền bạc không phải là cái chuyện đùa, nên là đừng chủ quan mà đánh mất những cái đồng tiền mồ hôi công sức của mình. Tuy nhiên, có thể những người tuổi Canh Tý sẽ gì phải đối mặt với những cái rắc rối trong chuyện tình cảm, đặc biệt là chuyện tình cảm vợ chồng, thì có thể gặp những cái xung khắc, những cái mâu thuẫn vì nhiều cái chuyện trong cuộc sống, thậm chí có khi còn tranh cãi bị đẩy lên đến đỉnh điểm, đến mức là hai người cảm thấy là mệt mỏi và muốn buông xuôi. Nhưng mà cái thời điểm cận Tết này cũng là một cái thời điểm mà quý vị nên ngồi lại với nhau, để ngồi lại với con cái, với mọi người để gì cùng tìm ra cái hướng giải quyết và chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái bước đi trong cái thời gian sắp tới, giúp quý vị có một cái cuộc sống bình an, hạnh phúc và tài lộc dồi dào hơn. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Thì đúng 6:30 chiều ngày 30 Tết, công việc của những người tuổi Nhâm Tý cũng đã trôi đi êm đềm. Chỉ có điều trong thời gian này những người làm kinh doanh tự do ấy, thì sẽ có nhiều cái thành công hơn những người làm nghề khác. May mắn là những khó khăn bắt đầu cũng đã được giải quyết do có quý nhân tương trợ giúp đỡ. Và cái tài vận nó cũng báo hiệu là những khoản thu chi bắt đầu là đổ về túi nhiều hơn. Đặc biệt là những ai đang đóng góp công góp sức cho công việc ấy, thì gia chủ sẽ có cái cơ hội để kiếm thêm tiền tài, cải thiện cái thu nhập. Quý vị hãy cố gắng nắm bắt, đừng để bỏ lỡ một cơ hội quý giá này. Bên cạnh đó, lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh, nó đem lại cái sự may mắn cho cái tình duyên gia đạo của những người tuổi Nhâm Tý. Nói chung ấy, gia chủ luôn cố gắng hết sức để lo cho cái tương lai của gia đình, dù mang tiếng xấu cũng không sợ. Đấy, cũng không sợ. Bên cạnh đó thì cái vận trình sự nghiệp tài lộc cũng có nhiều cái tiến triển đáng mừng. Vậy nên những người tuổi Nhâm Tý cũng nên nắm bắt được cái cơ hội này để gia tăng thêm cái tiền bạc cho mình. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái vận hạn của những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, lúc 6:30 chiều ngày 30 Tết. Thưa quý vị, những người tuổi Giáp Tý 1984 thì trong cái ngày này thì được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nói chung ấy, nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Giáp Tý học hỏi được cách xử lý vấn đề một cách linh hoạt hơn trong các tình huống, và quý vị sẽ có tiếng nói đấy, trong gia đình cũng như là trong mọi việc. Bên cạnh đó, những người làm quản lý sẽ rất nhanh nhẹn trong cái việc giải quyết những cái khiếu nại của khách hàng. Chỉ có điều cách làm việc của những người tuổi Giáp Tý đôi khi còn hơi cứng nhắc, nên là cũng không được lòng mọi người. Bản mệnh còn rất thích gì ổn định đấy, ưu tiên cái hướng đi an toàn và an tâm với cái số tiền mà mình đang giữ. Nói chung ấy, trong cái chiều ngày 30 Tết thì cũng không thích hợp cho cái những người tuổi Giáp Tý trong cái việc đầu tư mạo hiểm đấy. Quý vị hãy dành thời gian để giải quyết những cái nhiệm vụ còn đang dang dở. Thêm nữa, trong thời gian này cái cục diện ngũ hành nó không ủng hộ, gặp cục diện ngũ hành với tương khắc, nên những người tuổi Giáp Tý cũng cần phải điều chỉnh lại cái cách ăn nói và cái cách hành xử của mình với nửa kia. Trong cái lúc nóng giận với cái việc dạy con cái hay là với vợ chồng ấy, thì quý vị cần phải là gì, hợp tác, thống nhất ý kiến, đừng để mọi người xung quanh xen vào cái sự nghiệp của mình cũng như là cái công việc đấy, khiến cho mọi thứ nó đẩy đi theo cái chiều hướng xấu hơn. Đó là những người tuổi Tý, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Tiếp theo, sau 6:30 chiều 30 Tết thì con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác, đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, nói chung ấy, trời sinh những người tuổi Thìn là những người thông minh, lanh lợi, có khiếu hài hước và có tính cách sống động, nhiệt tình mọi lúc mọi nơi. Những người tuổi Thìn là những người tốt bụng, hào phóng và hay giúp đỡ những người khác. Bất kể là nam hay nữ thì những người tuổi Thìn luôn tạo cho đối phương một cái cảm giác là an toàn mỗi khi mà ở bên cạnh. Cụ thể là trong công việc thì những người tuổi Thìn luôn làm tốt những cái nhiệm vụ được giao. Trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày thì họ cũng gì không để những người khác phải phiền lòng, phải bận tâm. Nói cách khác thì những người tuổi Thìn là những người độc lập, tự chủ và biết tự tạo dựng cái cuộc sống cho riêng mình. Bên cạnh đó, các chuyên gia tử vi học cũng có nói, trong số những con giáp thì những người tuổi Thìn là những người mà được trời ban nhiều cái phúc đức và nhiều cái may mắn nhất. Cuộc sống của những người tuổi Thìn trôi qua khá là êm đềm, mặc dù ấy cũng có lúc khó khăn trắc trở, nhưng mà cũng chỉ là những cái giai đoạn nhất thời. Vì tuổi Thìn thì có cái tâm lương thiện, nên là họ làm gì cũng được quý nhân tìm đến, tạo điều kiện để được cái cuộc sống viên mãn và hạnh phúc hơn.
Và đúng 6 giờ 30 chiều ngày 30 Tết là cái khoảng thời gian thịnh vượng nhất với những người tuổi Thìn. Các mối quan hệ thì đều được diễn biến một cách là tốt đẹp, mang đến cho các bạn nhiều cái sự trợ giúp cần thiết. Đặc biệt, quý nhân trong cái thời điểm này của những người tuổi Thìn sẽ mang đến nhiều cái cơ hội. Vậy nên quý vị hãy để ý hơn đến những người xung quanh. Nói chung ấy, dưới cái sự chỉ dẫn và giúp đỡ của quý nhân thì các bạn sẽ có những cái bước phát triển bất ngờ, không ngừng. Công danh sự nghiệp thì nhìn chung ấy, nó tiến triển rất là tốt. Con giáp này sẽ nhanh chóng vượt qua được những cái thử thách, những cái thách thức đặt ra. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng sẽ giải quyết được những cái vấn đề còn tồn đọng trước đó. Nhờ vậy mà được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều cái trọng trách quan trọng hơn. Chẳng những công việc, tài chính của những người tuổi Thìn có nhiều cái dấu hiệu khả quan trong cái thời điểm này. Nói chung ấy, những cái nguồn thu nhập chính và phụ thì đều có cái dấu hiệu tăng cao. Công việc của con giáp này cũng đang tiến triển rất là thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Nên đó sẽ là cái nguồn thu nhập ổn định. Quý vị hãy cứ tập trung cao độ để phát huy tốt cái khả năng của bản mệnh. Nói chung ấy, quý vị sẽ còn có thể phát triển xa hơn nữa trong tương lai. Và trong cái thời điểm ngày 30 Tết này rồi thì quý vị cũng đừng lo lắng nhiều quá về công việc. Quý vị hãy dành thời gian lên một cái kế hoạch cụ thể cho sang năm để quý vị có thể là gì có một cái năm mới bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào hơn. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Và sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận trình chi tiết của những người tuổi Thìn từng tuổi, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn và Nhâm Thìn, xem là tuổi nào may mắn nhất trong cái buổi chiều ngày 30 Tết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Thưa quý vị, những người tuổi Giáp Thìn trong thời gian này thì được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là cũng được dự báo là có nhiều cái cơ hội gặp được quý nhân, mở rộng cái con đường thăng quan tiến chức cho cái sự nghiệp trong tương lai. Dưới cái sự chỉ dẫn và mách nước của quý nhân cũng sẽ giúp cho những người tuổi Giáp Thìn ấy nhìn ra cái hướng đi phù hợp. Dù vậy, gia chủ cũng không nên là răm rắp nghe theo, mà vẫn nên có cái chính kiến của mình. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc trong 6 giờ 30 chiều ngày 30 Tết cũng tương đối là ổn định. Gia chủ vẫn đang có cái thu nhập tốt nên là cũng không cần phải quá lo lắng về cái chuyện tiền bạc. Tài chính thì cũng được đảm bảo, nên là những con giáp này dẫu có gặp phải cái chuyện gì thì cũng dễ dàng giải quyết hơn. Ngoài ra ấy, thì gia chủ cũng nên có kế hoạch tiết kiệm để đề phòng những cái chuyện bất trắc nó xảy ra trong thời gian tới. Tuy nhiên, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Thìn ấy, thì lại không được may mắn cho lắm. Có lẽ chính vì quá mải mê với công việc nên con giáp này không còn thời gian để quan tâm chăm sóc cho gia đình. Vì thế quý vị nên tìm cách cân bằng lại công việc và cái cuộc sống. Sự nghiệp thì cũng quan trọng đấy, nhưng mà khi mà gia đình được êm ấm hạnh phúc thì đó mới là cái điều đáng quý hơn. Tiếp theo chúng ta xem tuổi thứ hai là những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Thưa quý vị, những người tuổi Bính Thìn thì được quý nhân tương trợ, thần may mắn gọi tên, nên nó sẽ soi sáng cái con đường làm ăn của những người tuổi Bính Thìn. Nói chung ấy, trong ngày 30 Tết này thì sẽ được cấp trên đánh giá cao cái thái độ làm việc và cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ của gia chủ. Nói chung ấy, những người tuổi Bính Thìn luôn làm việc và luôn có cái nguyên tắc không vì người khác để cho công việc của mình nó bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, cái tình hình tài chính của những người tuổi Bính Thìn ấy cũng nhờ có được thần tài ghé thăm nên là cũng sẽ tốt hơn hẳn so với thời gian trước. Gia chủ sẽ có xu hướng chi tiêu phóng khoáng để phục vụ cho các mối quan hệ làm ăn và kiếm tiền mua sắm cho gia đình mình. Một số người còn may mắn có cơ hội là trúng số độc đắc. Quý vị cũng đừng quá ham, kẻo sau này lại phải hối hận. Đó. Trong chuyện tình cảm, nhờ được cục diện ngũ hành tương sinh nên là những người tuổi Bính Thìn nói chung cũng sẽ gặp được nhiều cái chuyện tốt lành trong cuộc sống. Vợ chồng thì hòa thuận, ai có công việc thì cũng sẽ rất là lo lắng chu toàn. Nói chung ấy, các bạn cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, đặt mình vào vị trí của đối phương và sẽ khiến cho cái mối quan hệ tình cảm nó được trở nên tốt lành và may mắn hơn. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Thưa quý vị, những người tuổi Mậu Thìn 1988 thì không may mắn bằng những cái tuổi kia. Nói chung ấy, trong thời gian này thì quý vị cũng dễ xảy ra những cái sai sót trong công việc.
không ai có thể là thông cảm cho các bạn. Làm đúng 100 lần thì không ai nhớ tới, nhưng mà cứ sai 1 lần là ai cũng trách. Có thể các bạn sẽ trở nên gì lười biếng hơn và gì mất đi cái động lực. Các bạn không muốn đụng chân động tay vào bất cứ cái việc gì vì dễ phạm phải những cái sai lầm. May mắn thay, đúng 6:30 chiều 30 Tết thì con đường tiền bạc tài lộc của những người tuổi Mậu Thìn lại cực kỳ hương vượng, nhờ được gì thần tài ghé thăm chỉ đường dẫn lối. Các bạn sẽ cẩn trọng trước những cái gạm bẫy của kẻ gian và không ham kiếm tiền nhanh. Nói chung ấy, trong cái ngày hôm nay thì mọi thứ đến với những người tuổi Mậu Thìn ấy, nó liên quan đến tiền bạc ấy, thì cũng sẽ được thuận lợi hơn rất nhiều. Thêm nữa, lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh, nó sẽ bồi đắp cho cái vận trình tình duyên của những người tuổi Mậu Thìn. Nói chung là được tốt lành, may mắn hơn. Các bạn sẽ có tư duy độc lập, biết cách tự đặt câu hỏi, chọn lọc những cái điều phù hợp nhất đến với mình. Nói chung ấy, trong thời gian này những người độc thân thì cũng không vội vàng, bởi những cái điều tốt đẹp nhất vẫn luôn thì cần thời gian. Và quý vị cũng sẽ tìm được những người ưng ý trong cái thời điểm này. Đặc biệt là trong cái năm mới, khi mà đi chơi xuân thì cũng sẽ tìm được cho mình những người phù hợp nhất. Đó là những người tuổi Thìn, con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo chúng ta xét đến con giáp may mắn thứ 4 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thì không ai khác, xin được chúc mừng những người tuổi Ngọ, con giáp may mắn thứ 4. Quý vị thân mến, những người tuổi Ngọ cũng là những con giáp mà may mắn đúng 6 giờ chiều 30 Tết. Đấy. Thì những người tuổi Ngọ có nhiều cái sự cải tiến trong công việc, mọi thứ cũng đang trên đà thăng tiến. Trời sinh những người tuổi Ngọ là những người hiền lành, nhân hậu, không màng đến cái chuyện thế sự mà chỉ chuyên tâm chăm sóc cái cuộc sống của bản thân và gia đình. Những người tuổi Ngọ vốn lấy lao động là cái niềm đam mê, họ luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ thì đều nằm trong cái tầm tay của mình. Nếu không ngừng họ nỗ lực, không ngừng cố gắng thì sẽ không thể gây dựng được cái cuộc sống trọn vẹn, sung túc, viên mãn. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp thì những người tuổi Ngọ luôn được mọi người tín nhiệm và yêu thương hết mực. Những người tuổi Ngọ trung thành, xứng đáng là những người bạn của mọi nhà. Nhờ vậy mà càng lớn tuổi thì cái phúc đức của những người tuổi Ngọ càng cao. Thưa quý vị, các chuyên gia tử vi cũng có nhận định những người tuổi Ngọ là những người không có tham vọng nhưng mà lại có được điều mình muốn nhiều hơn cái tham vọng. Vì vậy, bước vào cái thời kỳ trung vận, sự nghiệp của những người tuổi Ngọ không những thăng tiến mà con đường tài vận cuộc sống của họ cũng được thăng hoa rực rỡ. Bởi lẽ, những người tuổi Ngọ luôn sống đúng với cái lương tâm, luôn biết người biết ta và sẵn sàng giúp đỡ những người khác khi mà gặp hoạn nạn. Nhờ vậy mà cái phúc đức thì ngày càng dồi dào hơn, vận khí thì khởi sắc, tuổi Ngọ có thể nhanh chóng vượt qua được nhiều cái thử thách, hoàn thành xuất sắc những cái nhiệm vụ được giao, băng băng tiến bước về phía trước, vượt đến cái mục tiêu mà mình đã định ra. Nhìn chung ấy thì đúng 6 giờ 30 chiều ngày 30 Tết, gia chủ sẽ gặt hái được rất nhiều cái thành công, nên là quý vị đừng lơ là. Bên cạnh đó, con đường tài lộc của những người tuổi Ngọ cũng rất được mở rộng, kinh doanh buôn bán thì thuận lợi, mọi chuyện thì suôn sẻ một cách đến bất ngờ. Chính cái sự nhạy bén của những người tuổi Ngọ ấy, là cái bí quyết thành công trong mọi việc và mang lại những cái thành tựu đáng ngưỡng mộ. Nếu như mà quý vị biết chi tiêu vừa phải thì sẽ hoàn toàn có thể yên tâm với cái mức thu nhập hiện tại của mình. Một cái tin vui nữa đến với những người tuổi Ngọ đó là gì? Cái phương diện tình cảm trong cái thời gian này thì cũng sẽ được gì vô cùng là thuận lợi, hanh thông và ngọt ngào. Gia chủ đã thực sự hài lòng về cái chuyện tình cảm của mình ở cái thời điểm hiện tại. Trong khi đó, những người độc thân thì cũng sẽ được giới thiệu cho nhiều cái đối tượng khác giới. Vậy nên, quý vị hãy cố gắng nắm bắt để có một cái tình yêu, có một cái người đi chơi Tết cùng mình trong thời gian này. Và để gia tăng thêm cái may mắn cũng như là để tăng cường cái vận trình nhân duyên ấy, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình. Đó là những người tuổi Ngọ. Và tiếp theo chương trình thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những người tuổi Ngọ xem là tuổi nào may mắn nhất trong các tuổi là Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ và Canh Ngọ. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Bính Ngọ. Bính Ngọ là sinh năm 1966. Thưa quý vị, các chuyên gia tử vi nhận định những người tuổi Bính Ngọ có một cái ngày làm việc hăng say và chăm chỉ, nhờ có nhiều cái cát tinh nó soi chiếu, nó che chở.
gia chủ làm gì thì cũng tự tin, và đó chính là cái yếu tố quyết định con giáp này sớm gặt hái được cái thành công. Nếu biết những cơ hội này, thừa thắng xông lên ấy, thì các bạn sẽ nhận được nhiều cái may mắn hơn nữa. Cũng cần phải nhắc nhở những người tuổi Bính Ngọ, dù đang có ưu thế nhưng cũng không nên vì thế mà đề cao mình quá hoặc là ngủ quên trên chiến thắng. Cái điều đó nó sẽ rất dễ xảy ra những cái rắc rối cho bản thân. Vì vậy quý vị hãy luôn giữ cái thái độ cầu tiến. Quý vị sẽ không bao giờ phải hối hận với những cái nỗ lực, những cái cống hiến của mình trong thời gian trước đó. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì những người tuổi Ngọ cũng được cái cục diện ngũ hành nó tương sinh, nên là cái vận trình tình cảm cũng khá là êm đẹp. Trong thời gian này thì vợ chồng thì hòa thuận, gia đạo thì yên vui. Nó sẽ mang lại nhiều cái cơ hội mới, khiến cho những người tuổi Bính Ngọ ấy sẽ gì được quý nhân tương trợ, thần may mắn gọi tên. Đây là cái thời điểm mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Thưa quý vị, nói chung trong ngày 30 Tết thì những người tuổi Mậu Ngọ có khá nhiều cái may mắn đấy nó xuất hiện. Quý vị không cần phải bỏ ra quá nhiều công sức nhưng mà vẫn có thể đạt được cái điều mà mình mong muốn. Sự nghiệp thì phát triển trong một cái giai đoạn mới. Con giáp này cũng biết tự tin để thử thách bản thân ở những cái lĩnh vực mà cảm thấy hứng thú. Không những vậy, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Mậu Ngọ ấy, nói chung trong thời gian này cũng rất là vượng. Con giáp này được gì quý nhân tương trợ giúp đỡ độ mệnh, nên là cái vận trình tiền bạc thì cũng không cần phải lo lắng. Gia chủ biết mình cần phải làm gì để tăng thêm cái thu nhập, và các bạn đã có những kế hoạch sẵn sàng đủ cả rồi. Trái lại, con đường tình duyên của những người tuổi Ngọ, của Mậu Ngọ ấy, thì lại hơi kém sắc một chút, do là cục diện ngũ hành nó không ủng hộ, nó cảnh báo những cái mâu thuẫn vẫn có thể xảy ra đến với những người tuổi Mậu Ngọ trong thời gian này. Nó khiến cho các mối quan hệ thì ngày càng trở nên lạnh nhạt. Nói chung con giáp này không biết phải làm thế nào để thể hiện cái tình cảm của mình với nửa kia. Trong khi đó, nửa kia luôn đòi hỏi gia chủ cần phải chủ động nhiều hơn nữa. Đó. Vậy nên là những người tuổi Mậu Ngọ ấy cũng cần nên mở lòng mình ra, tích cực tâm sự chia sẻ với bạn đời của mình nhiều hơn để có được cái sự cảm thông sâu sắc. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Thưa quý vị, trong thời gian này thì cái phương diện tình duyên của những người tuổi Canh Ngọ cũng đang nở rộ, đào hoa phơi phới. Đây là cái cơ hội tuyệt vời để các cặp đôi hâm nóng lại cái tình cảm, thắp sáng cái ngọn lửa tình yêu của mình. Trong khi đó, những người độc thân thì có thể sẽ gặp được cái chuyện nhân duyên tốt, nhân duyên lý tưởng. Tình cảm sẽ đến bất ngờ vào cái lúc mà quý vị không thể tưởng tượng được. Không chỉ tình cảm mà cái vận trình công danh sự nghiệp của những người tuổi Canh Ngọ cũng có nhiều cái tin vui nó báo về. Con giáp này được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao. Cái cơ hội thăng quan tiến chức trong thời gian sắp tới cũng rất là lớn. Nhờ cơ hội tốt mà những người tuổi Canh Ngọ hãy tranh thủ cố gắng đấy hết sức mình để không lỡ mất cái thời điểm hiếm có này. Cùng với cái công việc đang tiến triển tốt thì cái cát vận nó cũng che chở giúp cho những con giáp này ở cái phương diện là tài chính. Con đường tài lộc thì hanh thông thuận lợi, tiền bạc thì cứ dồi dào, bản mệnh thì nên chủ động hơn trong việc chi tiêu. Hơn nữa, những người tuổi Canh Ngọ lại khá là nhanh nhẹn với cái thời cuộc, nên là cái chuyện kiếm tiền nó cũng không phải là quá khó khăn với những người tuổi Canh Ngọ trong thời gian này. Vì thế để gia tăng thêm may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Canh Ngọ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 5 trong cái chiều 30 Tết không ai khác, đó chính là những người tuổi Hợi. Những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, những người tuổi Hợi đa phần là những người có nhiều cái nguồn năng lượng tích cực và vô tư và vui vẻ. Đa phần là những người hiền hòa, dám làm, dám chịu và tính tình dễ mến. Trong công việc thì những người tuổi Hợi là những người mà làm việc gì cũng chuyên tâm, tâm địa thì lương thiện, rất kiên cường và khá là bản lĩnh. Khi gặp khó khăn thì họ không dễ bỏ cuộc mà dám đương đầu, là người rất trọng tình, trọng nghĩa, thẳng thắn và không quá câu nệ. Những người tuổi Hợi là những người suy nghĩ rất đơn giản, nên là rất ít hoặc là hiếm khi thấy những người tuổi Hợi buồn rầu cả. Là người khá rộng rãi, không bao giờ tính toán cái quá chi li hay là keo kiệt, sống khá đẹp mà khiến cho những người tuổi Hợi không bao giờ làm cái điều xấu sau lưng những người khác. Những người tuổi Hợi khá là hiền lành, biết nhẫn nhịn, không thích lừa gạt những người khác, là người thông minh và ham học hỏi, có mưu trí và nhanh nhẹn. Và họ cũng là những người mà khá là tốt trong cái chuyện giao tiếp ăn nói, là người biết hưởng thụ trong cái cuộc sống mà không khiến bản thân rơi vào cái tình trạng là buồn khổ. Những người tuổi Hợi là những người có ý chí, nên họ không quan tâm
đến người khác bị châm biếm, bị trêu chọc. Vì vậy, có thể làm nên cái chuyện lớn. Mọi thứ trong cái cuộc đời của những người tuổi Hợi thì đều có những cái kế hoạch. Nói chung ấy, cũng có thể là gì? Họ có thể sống yên vui và sung túc. Đúng 6 giờ 30 chiều ngày 30 Tết thì lại được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Nó sẽ khiến cho những người tuổi Hợi đạt được cái thành công viên mãn. Đấy. Những người tuổi Hợi thuận lợi trên đường lập ra những cái kế hoạch cho bản thân và đổi mới cái hình thức làm ăn. Gia chủ sẽ rất giỏi quan sát cái lời nói và cái tình cảm, khá biết cách làm cho người khác hài lòng. Trong thời gian này thì nói chung ấy, những người tuổi Hợi cũng biết tận dụng cái ưu thế của mình trong công việc để giúp bản thân đỡ vất vả hơn. Cho nên cái vận khí gần đây của những người tuổi Hợi nói chung là tương đối là tốt. Bất luận trong kinh doanh buôn bán làm ăn thì cuộc sống của những người tuổi Hợi đều có xu hướng phát triển. Vì vậy, quý vị nhất định phải nắm bắt lấy cái thời cơ tốt trong thời gian này để tạo ra nhiều giá trị hơn. Và đúng 6 giờ 30 chiều ngày 30 Tết, những người tuổi Hợi may mắn được ăn nên làm ra, vận trình sự nghiệp thì sáng lạn, nhiều cái cơ hội nó liên tục nó xuất hiện. Từ đây cái chuyện làm ăn cũng liên tục gặp may mắn, tài lộc, thu nhập thì cũng sẽ gì tăng lên. Đấy. Quý vị hãy cứ dũng cảm phấn đấu, vận may sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời đối với những người tuổi Hợi. Và ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận trình chi tiết của từng người tuổi Hợi, xem là cát hung ra sao, vận hạn thế nào trong 6 giờ 30 chiều ngày 30 Tết. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Quý vị thân mến, những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Nó sẽ mở ra cho những người tuổi Tân Hợi nhiều cái cơ hội để kiếm tiền trong cái ngày 30 Tết. Công việc tiến triển thuận lợi, mang lại nhiều cái niềm vui cho những người tuổi Hợi. Đặc biệt là những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán tài chính ngân hàng thì lại càng có lợi. Gặp may mắn về chuyện tài chính, gia chủ có thể sẽ ký kết được những hợp đồng có giá trị cao, bỏ túi không ít những cái lợi nhuận. Đấy. Tài lộc thì vượng phát, tiền bạc thì dư giả, lộc lá cứ ào ào nó đổ về, nên là không phải suy nghĩ hay là tính toán quá nhiều trong chuyện chi tiêu. Quý vị cứ thoải mái chi tiêu làm theo những cái điều mà mình thích mà thôi. Nếu mà thấy hứng thú với những dự án đầu tư hay là kinh doanh nào đó thì các bạn có thể là gì? Thử sức. Nhưng mà lưu ý tìm hiểu kỹ càng trước khi mà tham gia. Đừng có nghe theo lời dụ dỗ của những người khác mà dẫn đến chuyện tiền mất tật mang. Thêm nữa, trong thời gian này thì những người tuổi Tân Hợi thì gặp cục diện ngũ hành nó xung khắc, nó báo hiệu có chuyện tình cảm có dấu hiệu bị dạn nứt, gia chủ cần phải hàn gắn lại trước khi quá muộn. Thử thách hiện tại quá lớn, nếu như mà cả hai không đủ quyết tâm và kiên trì thì rất khó vượt qua những cái trông gai, những cái thử thách. Những người độc thân trong thời gian này thì cũng nên chủ động mở lòng mình hơn thì mới mong mỏi tìm được những cái người tri kỷ. Đấy. Vậy nên những người tuổi Tân Hợi cũng hãy nắm bắt lấy cái cơ hội để tăng thêm cái may mắn và tài lộc cho mình. Quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Thưa quý vị, những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 thì được cát tinh chiếu mệnh, được thần may mắn gọi tên. Những người tuổi Quý Hợi có nhiều cái khởi sắc hơn trong công việc. Đấy. Sự nghiệp thì tiến triển thuận lợi tốt đẹp. Đây cũng là dịp tốt để bản mệnh đề xuất những ý tưởng với cấp trên. Đừng lo lắng quá nhiều tới cái phản ứng của mọi người, bởi không phải ai cũng hiểu được những cái điều mà gia chủ muốn làm. Kết quả sẽ chứng minh tất cả. Tiền bạc trong ngày hôm nay của quý vị cũng khá là rủng rỉnh. Các bạn có thể để tích lũy những khoản tiền kha khá để chuẩn bị cho những việc quan trọng trong tương lai. Nhờ vào những cái tính toán chính xác của mình và những quyết định đầu tư đúng đắn, khôn ngoan, nên là gì? Những người tuổi Hợi làm đâu thì thắng đó. Nếu có thể, quý vị cũng đừng quên dùng tiền vào những cái việc làm tốt, có ích cho xã hội và từ đó cũng sẽ tích thêm cái phúc khí cho mình. Đó. Bên cạnh đó lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh, vậy nên nó cũng sẽ giúp cho cái tình cảm lứa đôi của những người tuổi Hợi cũng sẽ được gì thuận lợi và hanh thông. Vợ chồng thì không còn những cái hoài nghi hay là những cái hiểu lầm. Nói chung ấy, tình yêu cứ thế mà thăng hoa, ngập tràn hạnh phúc. Nhìn chung ấy thì trong thời gian này gia đạo thì an yên, vợ chồng thì hòa hợp,
nên những người tuổi Quý Hợi cũng không có gì phải quá lo lắng. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Thưa quý vị, nói chung ấy, các chuyên gia tử vi tâm linh cũng cho biết trong cái thời gian này thì những người tuổi Ất Hợi sẽ được cát tinh nó soi chiếu, nên là những người tuổi Ất Hợi sẽ đạt được cái thành công trên con đường làm ăn. Và đúng 6:30 chiều ngày 30 Tết thì nói chung ấy, các bạn càng đổ mồ hôi bao nhiêu thì con đường chinh phục thành công lại càng ngắn bấy nhiêu. Những ai mà chờ tin tức xin việc tăng lương thăng chức trong thời gian này thì sẽ nhận được cái tín hiệu may mắn nó báo về sớm được như ý nguyện. Thêm nữa lại được thần may mắn ở bên cạnh trợ lực giúp đỡ, nên những người tuổi Ất Hợi có cái sự nghiệp thì cực kỳ hanh thông thuận lợi. Tiền bạc tài lộc thì cũng sẽ ùn ùn kéo đến, dù các bạn có chi tiêu hơi nhiều so với cái túi tiền, nhưng mà tình hình tài chính cũng không bị gặp cái khủng hoảng nào cả. Con giáp này cũng chăm chỉ đầu tư cho cái kiến thức của bản thân, thì đây cũng là cái khoản đầu tư rất là thông minh. Tuy nhiên, cái đường tình cảm của những người tuổi Ất Hợi sẽ gặp trục trặc do gặp cục diện là gì? Ngũ hành nó không ủng hộ. Vậy nên, quý vị tuyệt đối đừng hỏi những cái câu hỏi mà quý vị không muốn biết câu trả lời ở đối phương. Quý vị đừng nên thân mật với những người khác giới, vì gì? Trong thời gian này cũng rất dễ bị lợi dụng đó. Vậy nên quý vị cần phải lưu ý hết sức để có được cái vận may tài lộc như ý với mình. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 5 con giáp may mắn nhất sau 6:30 chiều ngày 30 Tết. Và đó chính là những tuổi sau: 1 là tuổi Mão, 2 tuổi Tý, 3 tuổi Thìn, 4 tuổi Ngọ và 5 là những người tuổi Hợi. Đó là 5 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý trong cái ngày cuối cùng của năm 2023, năm Quý Mão. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.